Ba tên cướp xịt hơi cay, đánh, trói chủ nhà tại Hà Nội cướp điện thoại. Ba tên cướp đã xịt hơi cay, trói, đánh chủ nhà tại chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội trước khi cướp đi hàng loạt điện thoại rồi bỏ trốn. Theo thông tin chúng tôi vừa có được, chiều mùng 8 tháng 1 tại chung cư HH 1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vụ cướp vô cùng táo tận. Theo đó, lợi dụng sở hở của chủ căn hộ 24, chung cư HH 1A, ba tên cướp đã xông vào nhà, xịt hơi cay, Đánh và trói chủ nhà trước khi cướp đi nhiều điện thoại đắt tiền. Được biết, chủ căn hộ trên làm nghề sửa chữa, mua bán điện thoại tại nhà. Video vụ cướp tại chung cư HH1A Linh Đàm. Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi có liên lạc với công an phường Hoàng Liệt và được một cán bộ cảnh sát khu vực cho biết đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh, điều tra xem vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.